À, xin chào buổi chiều mọi người á. À, bữa nay trời mưa mưa từ sáng tới giờ luôn, bão áp thấp nhiệt đới gì đây. À, sáng giờ luôn ha. Này, nay mình chiều nay mình mới bận áo mưa đi luôn á, mua mấy cái chai phân đây. Này phân humic thôi chứ không có gì á. Này, cứ như nhiều khi anh em gọi hói hoài á. Này. Bén rễ thôi nha. Đây. Cái này thì nhiều khi coi không có kỹ á. Cái này á, nếu mà chúng ta tưới cái này một mình nó không á, đó thì cây nó sẽ bún đọt ha. Đây, tên này áp dụng cho những cái cây mà chúng ta cây chúng ta nó bị lì á, nó bị lì, nó bị suy, nó bị chai lì rồi đó, đọt nó khựng khựng hoài à. Đó, còn khi mà chúng ta muốn đó có những cây mà chai bông tết á, chai bông tết thì chúng ta phải kèm với NPK ha, thì nó mới đứng đọt là nó mới làm nụ á. Chứ mà chúng ta tưới cái này không là nó đi đọt hoài luôn á. Ừ, nó bún đọt, nó bún đỏ hoài luôn ha. Đây, như mà hàng cây bên đây nè, những hàng cây bữa hổm mình cho nó trổ bông á. Ừ, trổ bông chơi bông á. Đó, nguyên một cái vàng này hổm trổ bông nè. Đó, mình tưới chỉ một loại này duy nhất thôi ha. Một nắp này á, nếu mà bình thường một nắp này á thì tương đương với lại 20cc, chúng ta pha một thùng bê 20 lít. Còn cây mà chúng ta nó bị suy nặng ha, thì chúng ta pha một nắp này, hai nắp này á, với lại một thùng bê tương đương với một nắp này thì pha khoảng 10 lít nước. Ừ, tưới cây khoảng nửa lít hoặc lặng lít á, tùy cây lớn nhỏ. À, khi mà chúng ta tưới cái này á, mà đối với mai chân tết chúng ta phải kèm với NPK ha. NPK để làm nụ đó. Thì rất nhiều anh em hỏi làm nụ như thế nào á, nụ thế nào thì nói chung là chúng ta căn cứ vào cái cây của chúng ta tưới phân cho nó phù hợp á. Đối với những cái cây như phía trước mặt chúng ta thấy nè, bây giờ nó chưa có nụ có niếc gì hết trơn á. Đấy thì chúng ta tưới NPK có số ba số bằng gần bằng nhau á. Nhưng mà nếu mà nó bún đọt nhiều quá thì chúng ta cho cái số cuối nó cao lên. Như là ở đây mình cũng đi tham khảo mà giường có mấy chú á, mấy chú chỉ đây. Thì mình mua cái này đây ha. Này gọi là NPK tím nè. Tím này là số đó là 12 17 TE ha. Là số cuối nó cao lên. Đó, còn mấy cái vườn nào cứ kinh nghiệm á, cái vườn mà Võ Thủ Đức mà ghép gốc cỡ lớn đó. Cách đây khoảng 2 tuần trước mình có giới thiệu cho mọi người á, thì ông chú đang xài ba số bằng nhau á, tại vì cái nó đủ rồi, ông xài ba số bằng nhau. Còn cái của mình thiếu, mình lấy thêm á, thì mình xài 12 12 17 đó. À, 12 12 17 á, nó vừa nuôi lá, nó vừa nuôi nụ á, và nó cũng khỏe cây đó. Nó cái đọt cho nó đứng cái đọt lại, vừa nuôi lá nuôi nụ mà cái đọt nó đứng lại ha. Số cuối là số kali á, kali nhiều thì cây sẽ đứng đọt ha. Đó, thì anh em nào có cái cây mà giống như của mình á, nó đang ra đọt như thế này nè, đó thì chúng ta tưới ha. Đây, giống như của mình á, giống của mình là sao đây, nó là vì nó tết, nó hồi tết nó bị một cái đợt nước mặn á yếu quá, thì mình không có tưới phân phướng gì được cho nó cứ bệnh hoài à. Đó, cái cây đọt nó coi như nó hư ra, mình phải lấy thêm một cái cây nữa, lấy cây nữa. Bây giờ là gần hết tháng 8 rồi, nếu mà tới tháng 9 chúng ta lấy thì nó trễ quá, nó non quá. Chúng ta phải cho nó sừng đọt lại. Đó, thì mình hỏi mấy chú á, mấy chú thì mình mua 12 12 17 mình tưới nha. Còn cái nào mà nó đạt được thì tưới ba NPK ba số bằng nhau. Đó. À, đó là trường hợp chúng ta nuôi trên đồng đều á. Còn cây chúng ta mà chúng ta muốn nuôi nụ tốc độ á, nuôi nụ lớn thật lớn, chúng ta dùng những cái loại mà nó chúng ta xài mà nó làm bông cho dạng thọ, cho cúc mâm xôi đâu ha. Thì đây cái loại này đây. Đấy, cái loại này thì mình đang dùng cái này để mình tưới làm bông cho mấy cây tắc ha. Đó là 10 50 10 á, là siêu lân á. Siêu lân thôi chứ không có gì á. Cái này là như là lân siêu lân nè, phân bón vi lượng á. À, cái gói này đâu 170 180 ngàn gì đó. Ừ, siêu lân á, siêu lân thì nó lớn tốc độ luôn. Cái nó là cái trắng này nè, đó, tương đương với bọn mình nghe các ông chủ bán phân á, là 100 kg lân mà xi măng á thì nó mới bằng 1 kg này á, lớn tốc độ luôn. Đó, cái này thì siêu lân thôi ha. Đấy, 40g cho 20 lít nước tưới vào thùng rễ á.
Đó. Siêu lân. 10-50-10 nha. Đó, lại dùng DB cũng được ha. Đấy, mà của mình thì mình đây mình nói chung là hồi đó mình cũng có xài mà DB thì nói chung là mình cũng sợ nó rồi ha. Xài mấy năm xài biết cái cây nó đi đai hết trơn à. Đấy, lúc đó thì chưa có kinh nghiệm gì hết à. Mình cũng sợ. Đây, giờ mấy chú thì mình đi cũng đi tham khảo nha, vườn của mấy chú nuôi mai bán Tết, nuôi mai lâu năm rồi á. Hình như là đa phần cái vùng mình là ít ai xài lắm, là mai ghép ít ai xài lắm, mai tàn thì người ta xài nhiều quá. Chứ mai ghép ít ai xài lắm. Vì nè, cái hoa nó quá không biết như thế nào á. Nói chung là nó quá đậm đặc hay như thế nào mình không rõ á. Này, tại vì cách đây 5-6 năm trước á, mình bị dính một cái này, nói chung là cũng nhát tay nha. Nhát tay thì đi coi mấy chú có kinh nghiệm trước thì chỉ sao thì mình bắt chước và thấy hiệu quả thì mình áp dụng ha. Rồi những cái cây đó, với những cái cây mà nụ nó to rồi ha. Nụ nó to thế điều chúng ta lật ra nó muốn bung luôn rồi đó. Đó thì xài 15-20 đó là cái phân nuôi nụ. Đây, nuôi cho cái nụ nó chắc ha. Nuôi phân nó to thế này nè, nụ nó to thế này à. Là dùng NPK số đầu số cuối cao quá. Nuôi cho nụ chắc. Còn chưa có nụ thì chúng ta làm cho nó lớn lên bằng cái phân ba số bằng nhau hoặc là số giữa cao quá. 10-50-10. Đó, khi nó tròn thế này nè. Đó, chúng ta dùng phân nuôi nụ quá cho nụ nó chắc. Nụ nó chữ thanh mầm ở gà, còn cái này nó xanh lè, nó non thì nó dễ rụng dữ lắm. Rồi, cái phân làm nụ quá chúng ta có thể cộng với lại humic ha. Humic giúp cái lá nó dày hơn, nó cứng hơn, nó kháng được bệnh luôn. Đây, mấy cái này thẩm lại mình trời mưa trời gió mình không có xịt thuốc luôn ha. Đây, mà cái những cái hàng nào mà xài NPK mình thấy nó bệnh. À, còn hàng humic thì thấy nó cũng có đớm mà nó ít thôi. Nó lướt rất là nhanh nha. Rồi, mình nhắc một số anh em mà về cái cây mùa mưa này ha. Một số anh em nó hỏi mưa này mưa quá xịt thuốc như thế nào á? Xịt thuốc thì chúng ta nên pha thêm cái bấm dính vô á, bấm dính khoảng trong vòng 10 phút là nó có tác dụng rồi. Đó. Nói chung mưa thì nó cũng phải nghỉ chừng tiếng đồng hồ chúng ta canh chúng ta xịt ha. Còn mưa tối ngày thì không có xịt được đâu. Hoặc là đem vô trong mát xịt ha, đem vô trong nhà xịt. Pha bấm dính vô ha. Rồi mùa mưa này thì cách đây khoảng một tháng trước á, mình có trộn mấy cái chậu nè. Cái chậu mà mình trộn chất trồng á, cây nhỏ mà trồng chậu lớn nè. Thì mình trộn sơ dừa là vỏ trấu với đai cát với lại ba thứ bằng nhau á. Hôm nay ngày mưa dầm mưa về đâu mà cả tuần nay rồi, chúng ta cùng nhau coi kết quả. Nhiều khi nói không mà chúng ta không coi kết quả, không có thuyết phục. Mình là nói thì hay lắm mà làm không ra gì á. Chúng ta coi kết quả, kiểu như ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy đây. Chúng ta kiểm tra kết quả đây ha. Đây, quên nhắc mọi người với cái liều lượng á. Cái liều lượng chúng ta pha NPK nè, chúng ta pha để làm nụ á, thì chúng ta pha 40g cho 20 lít nước á. Đó là cái tỷ lệ mà nó coi như là nó hợp lý á, nó không thừa mà nó cũng không có thiếu. Còn khi mà chúng ta cộng hữu cơ đâu đó, chúng ta chúng ta xài ít cây chúng ta tưới loãng á, thì chúng ta hai pha 20g á, cộng hữu cơ rồi cộng dưỡng rễ vô. Đó thì nó vừa. Còn cái này chúng ta xài NPK không á, NPK không á thì chúng ta 40g cho 20 lít nước là vừa. Này có thể cộng với humic cũng được ha. 40g cộng với lại một nắp humic cho 20 lít nước. À, đây là cái cây cây mai giống nhỏ lúc trước ha, nó nhỏ ha. Đó, mình trong cái chậu 2 tấc nè, trồng cao lên á để tạo rễ nơm nào đây. Đó, rễ nơm thì khoảng 1 năm sau á nó sẽ ăn cắm xuống, rồi chúng ta bỏ cái phần này lên ha. Chúng ta được cái phần rễ trên đây. Đó, đây là cái chậu 2 tấc á, cây nhỏ xíu vô chậu 2 tấc đây. Chất trọng đây là xưa vừa vỏ trấu là cát ha. Cây rất là mạnh. Thì chúng ta coi kiểm tra cái vùng ở dưới đáy chậu nè. Đây, thoát nước rất là tốt á. Đây, rõ nước rất là ngon luôn nè. Đó là cát á. Đây. Cát thì nó thoát nước rất là tốt. Đây là cây nhỏ, giờ chúng ta sẽ coi qua cái cây lớn á, nằm chậu 3 tấc à. Đây là những cây giảo Thủ Đức á. Thủ Đức nó cũng 3 mùa rưỡi à. Đây, vô chậu 3 tấc á, cũng cơi cao lên nè.
Chất trọng đây là cũng sơ dừa vỏ trấu với lại cát ha. Đây, cây rất là mạnh, rất là xanh tốt. Rễ nó mạnh, cây mạnh từ rễ á. Mà rễ nó mạnh thì phần đất trong này nó phải khô ráo, nó thông thoáng á. Thì khô ráo thông thoáng thì chúng ta trộn vỏ trấu với lại cát cộng sơ dừa thì lại ba thứ bằng nhau. Coi dù dù có mưa dầm mấy đi chăng nữa nó vẫn ráo nước. Vẫn ráo nước nước thì rễ cây nó rất là mạnh nè. Vô cát thì cây nó có nặng hơn tí xíu á, nhưng mà nó rất là khỏe cây. Đây, cách đây tháng trước á. Tháng trước thì mình cũng cái này mình gửi đi đâu ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi á, lúc đó cũng đang dịch bệnh á. Bệnh thì cái cây này gọi là cái cây nó bị gửi trả về nè. Đó, mình cũng thay lấy cái chậu ba tấc mình thay vô á, cũng đôn rễ lên, cũng trộn sơ dừa vỏ trấu á với lại cát. Đây, hôm nay nó ra lá mướt rượt nè. Mới đây mà nhanh quá, mới đây mà dịch bệnh, khu dịch bệnh Đà Nẵng á, cũng cách ly đâu đó. Năm nay không biết làm ăn như thế nào á. Này Tết mà nó bị một cái nữa là hết buôn bán gì luôn á. Đây coi ha. Cây nhỏ, đáng lẽ cây này vô chậu 2 tấc rưỡi là vừa á. Đây mà mình thử đây mà số chú nói hỏi vô chậu cho 3 tấc được hay không á. Đây mình ép vô chậu 3 tấc luôn nè. Chứ cái cây này thì cái gốc cỡ ngón chân cái thôi, vô 2 tấc rưỡi là vừa. Đây mình vô 3 tấc luôn. 3 tấc luôn mà cây vẫn tốt á. Sơ dừa vỏ trấu với lại cát á. Cát này mình lấy cát núi thôi. Ba thứ bằng nhau. Rất tốt á. Còn cây nhỏ xíu kia mà vô chậu 2 tấc rưỡi luôn kìa. 2 tấc rưỡi đó ha. Cũng rất là tốt á. Đó, cây đó mới ghép chưa được 10 tháng nè, coi như là ghép hồi Tết á. Đó. Vô cho 2 tấc rưỡi thấy nó bự ghê chưa. Chất trồng ở dưới là vẫn sơ dừa vỏ trấu với lại cát á. Đây mấy ngày mưa dầm mày thoải mái á, nói chung là vô chậu bự á. Chậu bự thì cũng phải chú ý nó phải ráo nước mới được. Chậu bự mà mưa xong hoặc là tưới nó chèm nhẹp 2-3 ngày không có khô á mà không có tốt lành gì hết trơn. Chết cây luôn à. Còn cây chúng ta vô chậu nhỏ quá thì chúng ta tưới không xiết á. Như cây này nè, nó có chút xíu đó. Chút xíu mà lá xum xuê luôn nè đây. Mấy cái vô chậu nhỏ thì mấy ngày mưa này chúng ta khỏe dữ lắm. Ngày mưa này khỏi có canh kiết gì trơn á ha. Nó không có bị ôi nước, nhưng mà tới ngày nắng thì tưới nó cực. Còn vô chậu lớn á, vô chậu lớn thì mấy ngày nắng thì chúng ta tưới nó khỏe, mà mấy ngày mưa uống rễ thì để khắc phục uống rễ thì chúng ta trộn thêm cái cát vô ha. Mứt rượt không à. Này tưới hun mít thường thường á. Tưới phân hun mít hữu cơ á, tuần tưới một lần. Cây đây nè. Tháng trước ha. Tháng trước bông rần rần luôn nè. Bữa nay nó ra đợt 2 luôn nè ha. Mứt rượt thấy chưa. Đó. Hứa hẹn là Tết sẽ cho hoa nữa ha. Cúc rồng bay nè. Mê chưa. Cây này thì nó suy yếu á. Suy yếu là lá nó cũng bung đỏ ra nè. Đó. Nó bị một cái vết như là bị mục thân á. Đó. Này nó suy sẵn rồi. Thì đem mình định về cây này mình thấy nó vàng hoài luôn à. Đứng nó chịu hoài á. Đó. Bung đỏ rồi. Còn cây này thì bữa nay lá bành không à. Lá xình đen luôn ha. Hữu cơ thôi. Ra đọt ha. Cúc rồng ba thông thường nó ra đọt màu xanh á. Còn tưới nó sung nè, đọt đỏ luôn. Cây này thì nó không có ngậm bông á. Nó có vài cái bông mà nên nó mạnh lắm. Còn mấy cây này trong bông nhiều quá, bông nhiều thì nó mất sức, nó hơi chậm. Như cây này đây. Đó. Cây bên đây đây không bông nhiều nè. Chất trồng này thì mình cũng như thằng Nghĩa bắt trước á. Năm rồi thì mình đem mấy cây này ở Bình Định về á. Bình Định về thì mình thay phân á. Thì mình giữ lại một phần cát của nó. Rồi mình trộn theo vỏ trấu vô. Mình thấy làm như vậy nó tốt á. Tốt thì
mình mới áp dụng cho mấy cái cây mai ở vườn mình ha. Đó, mấy cây mai ở vườn mà những cái trộm cát vô ha, chứ cái nào giờ cái khu của mình người ta làm là trộm theo vừa vỏ trấu không à, cho nó nhẹ, nó nhẹ mà vừa vỏ trấu thì nó nhanh một phân á, nhanh một phân mà năm nào bắt buộc năm nào chúng ta cũng phải thay phân cả. Nếu mà không thay phân thì phân nó bị bở ra, bị bở ra thì nó giữ nước dữ lắm, nó kém thoát nước á. Đấy, tháng nắng thì không sao, tháng mưa thì bắt đầu những cây nào mà không thay phân tháng mưa nó bệnh dữ lắm, bệnh bệnh là nó lì luôn à. Đó. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thêm cát này ha thì chúng ta đỡ được cái công thay phân á, như 2 năm 2 năm 3 năm ta mới thay một lần. Còn dạng nuôi chơi á, nuôi chơi thì chúng ta làm gì cho nó khỏe, còn nuôi mà nuôi bán á, nuôi bán thì vận chuyển lên vận chuyển xuống đi chợ Tết rồi đó. Đấy, nó rất nặng nề á, nên người ta nuôi cái sợi dừa vỏ trấu á, mà nuôi sợi dừa vỏ trấu á, nó nhẹ nhưng mà khi mà vận chuyển đường xa nó cũng dễ bị động gốc lắm. Như ở vườn thì nó nở rất đẹp á, lên chợ thì nó động gốc á, nó rụng bông rụng nụ cũng nhiều, nhưng cái nào nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm của nó ha. Dễ vận chuyển thì lên chợ bông không có ngon lắm, hoặc là vận chuyển nó động gốc thì nó dễ rụng bông á. Đây, tưới nước hơi lạ chút xíu là nó rụng bông mà. Còn cái gốc mà nó cứng á, đi ra chợ thì nó không có lai gốc á, lai gốc nên bông nó rất là đạt. Đây, một vài chia sẻ cùng với mọi người á. Đây, một vài chia sẻ cùng với mọi người á. Đây, cái cách mà bón phân làm nụ á, bón làm nụ thì nếu mà theo giống như ở vườn mình á, cây nào đi đọt nhiều thì chúng ta dùng NPK cái ba số gần gần nhau mà cho số cuối nó cao lên, còn đọt nó đạt được hết rồi thì ba số bằng nhau. Đấy, còn chúng ta muốn thúc nụ lên nhanh á thì chúng ta dùng NPK số giữa cao, ví dụ là 10-30-10 hoặc là 10-50-10-16-10-10 á. Đây, cây ấp thì mình ở vườn mình đây thì mình đang làm nó cái này là 12-12-17 á, cái NPK 12-12-17. Rồi thêm cái phần mà trộn cái chất trồng á, chất trồng thì trộn cát vô thôi ha. Nào giờ mình làm cũng gần 30-40 cái video rồi, trộn cát á. Trộn cát thì hôm nay quay lại cái kết quả, cái tác dụng vào mùa mưa đó. Mùa nắng thì không có nói gì, còn mùa mưa này nè thì nó mới phát huy tác dụng nè. Rồi, chúc mọi người chăm cây thật tốt á. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau á. Rồi, xin chào.